Mình sẽ cho feel nè. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với On là Ba Hậu và mình là Hậu. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, thì mình đi vào trường để mà dự cái All Week. Là nguyên xuyên suốt một tuần mình sẽ dẫn các bạn đi nguyên một tuần luôn. Là có rất là nhiều cái hoạt động trong cái tuần đầu tiên này. Thì trường tổ chức rất là nhiều cái hoạt động để mà chào mừng cái sinh viên quay trở lại trường sau cái kỳ nghỉ hè và những international student như mình vừa mới qua, thì có thể tham dự những cái hoạt động trò chơi này, các thứ ăn uống hoặc là những cái mà hướng dẫn các thứ. Thì mình vừa đi chuyến bus 1 tiếng rưỡi tới đây, thì mình đang đi bộ ra cái stadium là cái sân vận động của trường để mà dự, để mà nghe thầy phó hiệu trưởng nói giống như là chào mừng, xong rồi sẽ có rất là nhiều hoạt động hay ho. Thì ok, mình sẽ dẫn mọi người đi nha mọi người, let's go. Đây là cái tòa nhà mình sẽ học nè, và tòa nhà này nữa, tòa nhà này là khoa kiến trúc, tòa nhà học về design. Thì ở đây mỗi một ngành nó sẽ có một cái tòa nhà riêng. Cái này là ký túc xá sinh viên của mọi người. Đây mọi người ơi, cái sân vận động ở đây cái line rất là dài, mình sẽ vô cái line đó đứng. Thì cái này là những cái hoạt động dành cho cái curtain uni á mọi người, cho nên là người nào học uni thì cũng có thể tham gia được, cứ cần đăng ký ở trên trang web của trường ấy. Hello mọi người, hiện tại là mình đang ở trong stadium rồi, mình gặp được bạn của mình mọi người, đây là Alexis. Say hello. Hello. This is Alexis from Malaysia. Thì tụi mình sẽ let me show you later. Giờ tụi mình sẽ ăn trưa ở trong trường, và đây là Alexis, đây là một người bạn Hồng Kông mới quen, Farida and Farina from Malaysia. And how about your name? Edward from Hong Kong. Và tụi mình đang ăn trưa với nhau mọi người. 2000 years later. Hello mọi người, cập nhật với mọi người là ăn xong thì tụi mình đã chia tay Alexis. Tại hai tụi mình có hai cái activity khác nhau. Mình sẽ đi qua bên một cái building khác, building 410, để mà mình giữ một cái architecture undergraduate information section. Thì bây giờ không biết cái đường nào đi vô. Đây building ở đây mọi người. Còn cái building bên đây á, là building của mình học kiến trúc một lớp. Bên này một lớp. Còn cái này là cái cục gì đó không biết nữa. Nhưng mà ý là cái khu này giống như một cái khu của design, cái khu mà học ngành, những cái ngành liên quan tới design á, thì nó như một cái thành phố thu nhỏ thôi mọi người. Nó có đường, nó có lề đường kia thứ. Còn những cái course khác, những cái khu khác là mọi người có thể thấy những cái building nhìn nó rất là như city luôn.
mấy kho khác thì nó mấy cái chỗ khác thì nhìn nó hơi cổ điển xíu. Thì thôi mình đi vô nha mọi người. The next day. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ tư thì mình cũng sẽ vô trường. Sáng mọi người mình nói thức cho nên là hơi mập mập, hơi sưng sưng xíu. Nhưng mà ý là mình sẽ vô trường ngày hôm nay nữa để mà gặp các bạn. Bữa nay là có một cái buổi giao lưu international student. Cái gì đó giống như là mình gặp mặt với nhau những người mà du học sinh á, tất cả các nước luôn, gặp nhau ngày hôm nay. Thì rất là vui, tại vì hôm trước mình đi á, thì chưa có gặp được nhiều. Nhưng mà hôm nay là chắc chắn sẽ gặp được rất là nhiều. Cho nên là ok, đợi sẽ bớt lại rồi đi nha mọi người. Let's go. Hello mọi người, hiện tại thì mình đã tới cái stadium của trường rồi. Bây giờ có mình nên mình trong đây mọi người. Bây giờ mình phải đợi các bạn yêu tới. Thì các bạn mình nó đang đi tới đây cho nên là mình sẽ đợi. Ok, mình sẽ đợi. Vậy mình sẽ kiếm chỗ ngồi trước. Không ai hết, muốn ngồi đâu ngồi. Rất là sung sướng. Kiếm chỗ ngồi thui. Hello mọi người, thì bây giờ mình đã gặp, mình đã vừa xong ở trong stadium rồi. Đây là Milk, đây là Alexis, đây này là ở Malaysia, còn bạn này là ở Thái Lan. Thì hiện tại tụi mình sẽ đi qua tới cái hoạt động tiếp theo, thì là cái QO Day. Thì để mình xem có gì vui thì mình sẽ vlog cho mọi người xem. Thì hiện tại tụi mình đang di chuyển, rất là nhiều người ở đây, rất là đông vui mọi người. Toàn là international student thôi, cho nên là kiểu mọi người giống nhau á, cũng đợi mấy năm rồi mới được bay qua, cho nên ai cũng bị sai tịch hết trơn á. Cho nên là ok đi thôi nha mọi người. Đây là mọi người, trong trường có sẵn chỗ chích vaccine luôn, ai chưa chích vô chích nha mọi người. Quá tuyệt. Rất là nhiều người ở đây mọi người, thì mình chuẩn bị khi vô cái zone trong đó sẽ có rất là nhiều activity trong đó. Và follow mấy chị này nè. Mình lên đây, mình hồi đồng quá. Tụi mình đã vô tới trong mọi người, có rất là nhiều đồ chơi ở đây và rất là nhiều người ở trong kia nữa. Và tụi mình đang đi vòng vòng ở phía ngoài thì để chơi cái này mọi người, free hết á. A total. I got this one. Mình sẽ cho feel nè. Wait, let's try together. Another row, right? Yeah. Okay. So funny. Oh, one. Six. Twelve. Hello. Hello. Rất là vui luôn mọi người, rất là đông người ở đây. Thì tụi mình đang đi một vòng để mà chơi. Thì ở đây có rất là nhiều cái club, nhiều câu lạc bộ lắm mọi người. Thì như cái trăm câu lạc bộ á, thì tụi mình sẽ đi lại để xem câu lạc bộ nào vui thì mình cứ join và nhận quà. Như vậy tụi mình ai cũng có nhiều quà chứ mọi người, rất là nhiều quà luôn. Thì tụi mình đi một vòng chơi rất là vui. Tụi mình được nhận một cái túi nè mọi người, rất là nhiều quà. Yay. Potato. Trời mọi người ơi, rất là nhiều quà. Mọi người ơi, đi một vòng là quà một đống luôn, nhưng mà rất là đông vui. Mọi người đông lắm luôn. Lâu lắm mà mọi người có thể biết là dịch
Covid-19 á, không có ai được gần ai hết trơn á, nhưng mà cái này là kiểu trời, phải mấy năm rồi mới gặp được rất là nhiều người như vậy luôn á. Kiểu lâu là mình thấy một cái nơi mà đông người mà crowded mà kiểu rần vậy luôn, rất là vui. Rồi mình bây giờ sẽ ăn trưa ở trong một cái nhà hàng ở trong trường, thì nó đã classic sẽ ăn salad, còn mình là sẽ ăn bánh mì và bánh. Đây là blue, yeah, this is milk, pretty sui ma, sui ma blue too. Và Alexis sẽ đi vào cái gallery này để tham quan and visit something. Hiện tại bây giờ tụi mình đang order bubble tea ở trong trường luôn mọi người. Từ trong trường mình có bubble tea luôn. I just recall my YouTube video. Yes. Yeah. Yeah, bây giờ tụi mình sẽ đợi cái trà sữa của mình nha mọi người. Hello mọi người, đây là Were you from Taiwan? Yeah. Yeah. Và cái bạn này là mình quen thông qua một người bạn khác nữa. Nhưng mà lâu rồi tụi mình mới hẹn nhau được để ở đây, thì tụi mình đang uống trà sữa, kiếm bubble tea uống. Tại vì hơi nóng, mọi người thấy đổ mồ hôi nè. Được bubble tea của tụi mình trong trường. Cheers. Và giờ tụi mình sẽ đi kiếm chỗ nào nó ngồi để ngồi nói chuyện chơi. Hey. Bây giờ thì tụi mình sẽ lội bộ tới một cái building khác để mà dự một cái buổi giống như là hướng dẫn cho sinh viên cách đóng tiền học phí. Kiểu vậy, tại vì ở đây đóng tiền học phí nó phức tạp lắm mọi người. Với lại nó cũng nhiều đó, cho nên là có một cái buổi như vậy để cho sinh viên hiểu nhiều hơn về cái thông tin đóng tiền học sao. Thì trong curtain nó sẽ có những cái cột này để chỉ mấy cái building tay nhiều lắm, cho nên mình phải đi thật là cẩn thận. Thì bây giờ mình sẽ đi nha mọi người. Nếu mọi người thích video thì đừng quên like, share, subscribe và bấm chiếc chuông xinh xinh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Let's enjoy your life.